Chắc gì hôm qua trưởng môn nhân của phái Nga Mi, tổng phu nhân Nghệ Quán Quần Hùng, hôm nay mời tổng phu nhân Phá Hoàng, nếu mà chiến thắng ba đại trưởng lão của bổn phái, có thể pha lao cứu người, dẫn Kim Mao Sư Dương Tả Tốn đi. Bây giờ chúng ta hãy coi thân thủ của tổng phu nhân. Quỳnh hãy coi kìa, chú cô nương cổ không có mặt tăng phục. Các người nghe đây. Phải, tấm sư Quỳnh qua đường tối hôm qua, theo đáng lẽ có thể giữ được tính mạng, cũng là thuốc của mùi hay. Xin cho chủ yên tâm, Phạm Hữu Sứ và Thuyết Bất Đắc, hai người họ đã xuất lãnh giáo chúng ngũ hành kỳ mai phục dưới chân núi. Nếu phái Nga Mi không phải chịu trao ra Tả Sư Dương, chúng ta chỉ còn cách động võ. Tả Sư Dương có kẻ thù rất nhiều, phải phòng ngừa có người phóng âm khi đánh lén, chỉ sợ người phụ huynh không chịu thay chúng ta. Phòng ngừa đánh lén, hành sự theo kế hoạch. Dạ. Hôm qua bổn tọa được thiên hạ anh hùng nhường hiếu hạnh đoạt khôi, người chủ sự cũng chỉ là võ công của bổn phái do tiên sư biết truyền lại. Nhưng hôm nay kêu bổn tọa một chọi với ba, rất là không có công bằng, hơn nữa lại còn bất kính. Hay là vậy, kêu luôn cái tên tiểu tử hôm qua bị thương dưới tay của bổn tọa, thương tích chưa khỏe lại, cùng liên thủ. Các vị cảm thấy thế nào? Tổng phu nhân yêu cầu ngươi giúp đỡ, có gì mà không được? Trương giáo chủ có đồng ý hay không? Mọi việc hành sự theo lệnh. Ờ, Trương giáo chủ hôm nay lại đến thí giáo nữa. Ờ, giảng bối đã đến quấy nhiễu. Trương giáo chủ, hôm qua bả dưới tay của vị trưởng môn phái Nga Mi này có phải thiệt không vậy? Là thiệt. Hả? Vậy là lạ thật. Đầu của chúng ta đều đã bị họ hại chết. Ta biết cô gái này thật ra lai lịch như thế nào. Ờ, ta chỉ gặp cổ có một lần, không biết tên tuổi lai lịch của cổ, chỉ biết là cổ có quan hệ với cái bang thôi. Ra tay đi. Như thị kinh điển, tính giải thụ trì, bất túc di nan, nhược đương lai thế, hậu ngũ bách niên, kỳ hữu chúng sanh, đắc văn thị kinh, tính giải thụ trì, thì nhân tức di, đệ nhất thi hữu, hà dĩ cố. Người này vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, sở dĩ giả hà, tức thì nhân tướng, phi tướng, chúng sanh tướng.
Xin tha thứ hai nhi đắc tội. Nghĩa phụ, cha còn nghĩ một lát. Chỉ Nhược, cô bảo vệ nghĩa phụ giùm ta. Giáo chủ mời tự nhiên. Ba vị đại sư đã đắc tội nhiều. A Di Đà Phật. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Sư Dương, sao vậy? Sao vậy? Sư Dương, sao vậy? Nghĩa phụ, sao không? Sao? Hả? Không sao. Người có muốn nếm mùi vị của âm bạch cúc cháo không? Cô nương, chờ một lát. Cảm tạ cô nương đã cứu tính mạng cha con ta. Đại ơn đại đức vị chung cô nương này đa hành bất nghĩa, sớm muộn cũng sẽ có ngày gặp quả báo. Ta xin cô nương tạm thời hãy tha cho cổ. Kim Mao Sư Dương hối cải thật sức nhanh, thì theo như lời của ông nói. Đa tạ cô nương. Nghĩa phụ, mình đi. Khoan. Thiếu Lâm tự là nơi các người nói tới là tới, nơi đi là đi hay sao? Thành khôn. Nghĩa phụ, ông không phải là thành khôn. Hắn chính là thành khôn. Thành khôn
người cải biến tướng mạo, nhưng giọng nói của người không thể thay đổi được. Ngươi vừa lên tiếng, ta đã biết ngươi là ai rồi. Thành Khôn.